Kính thưa quý vị, kênh Tuốt Dân Dân VAT trên YouTube hôm nay bằm củ sâm tiên mâu hay còn gọi là sâm cỏ đen ấy vị. Đây vị. Mình có làm video về nó rồi. Về công năng tác dụng nhận dạng chủ trị như thế nào à? Mình bằm đây vị. Đây. Tùy theo mục đích sử dụng vị nè, mình bằm rồi thì mình bóc thuốc. Thuốc thân. Hoặc là dầm rượu cũng được, xay bầu cũng được. Còn mình để nguyên củ cũng được. Tùy theo mục đích sử dụng. Tôi băm có, tôi để nguyên củ, tôi phao khô có. Băm phao rất là nhanh khô quý vị. Mình phao, mình băm ra, mình phao nhanh khô lắm. Quý vị băm thì phao vừa tầm 5-7 nán rồi. Nán ngon là khô ra. Còn nếu mà để nguyên củ, phao phải mười mấy nán đó, nó mới khô. Tầm 5-6 ký mới được một cái khô quý vị, 5-6 ký tươi này thì nó băm ra phao khô để cho được một ký thôi. Đây, còn cái đây là mình để nguyên củ quý vị, để nguyên củ luôn quý vị. Đây là nguyên củ á, phao rất chi là lau khô. Tôi có làm một video rồi, tương về công năng tác dụng nhận dạng chủ trị như thế nào á. Tôi có làm mà quý vị mở vô cây mở xem, tìm xem xăm tiên mâu xăm cao đen ấy. Hôm nay tôi băm thôi. Cho quý vị xem nè, khi mà băm ra cái trăng nó màu trắng quý vị nè. Một cái thuốc rất quý và rất hiếm quý vị nè. Tôi chỉ nhát sơ được của là tính vị của cây này thôi. Cây này thì nó có vị hơi cay, hơi cay và thơm nhảy quý vị nè. Nó có tính ấm quý vị nè, hơi có độc, độc không đáng kể. Mình rửa sạch sẽ rồi quý vị, ngâm muối một đêm. Ngâm muối qua một đêm xong mình rửa sạch, mình băm phao khô, băm nhỏ rồi phao khô rất là nhanh khô. Mình rửa rất sạch các vị. Công năng nó thì vô vàn quý vị. Tôi nhắc xưa chứ công năng nó rất là chi nhiều, nó là bổ thận ích khí trong dương quý vị này, là mạnh gân cốt, ông trung này. Ừ, ví dụ như tốn ứ này, tố thấp này trừ hòn thấp này, làm điều hòa tiêu hóa vân vân, rất là ít tinh rất khí quý vị. Nó có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn nữa, chỉ thống hay là giảm đau quý vị này. Họ ốp bình ốp là làm họ viết ốp này, làm như nó làm đẹp da này, nó có làm xe da ấy vị. Ồ, thành phần quá hạt. Cái này thì tất cả là sâm đều có saponin quý vị nè, nhiều nó ít thôi. Như tiên mâu là saponin rất nhiều, saponin là mà chắc bọc quan thôi, đồng nghĩa tốn ứ và phòng ngừa ung thư đó. Bữa đi này tăng sâm này mà đưa vô và bệnh đau nhức xương khớp rồi tê bì chân tay rồi coi như tặng gấp luôn quý vị nè, tặng gấp luôn. Một vị thuốc làm thuốc bổ này cho người già này, người cao tuổi này, và đặc biệt là làm thuốc sinh lý cho nam và nữ. Đàn ông mà uống cái này nó cứng như cái dù đục luôn quý vị. Đàn ông mà uống vô được của quý của chúng ta nó cứng như cái dù đục, còn phụ nữ mà uống vào thì thôi nha, nước nâu là tròn trề luôn, hơn tuổi dậy thì luôn, mãnh liệt lắm, trị được các bệnh, đặc biệt là đàn ông mà sợ giữa vị, đồng bà mà sợ chồng là mình dùng cái này để trị đêm là cấp tốc luôn. Nó được đang y học hiện đại người ta nó ví nó là coi như ngon với thuốc tiêu chuẩn của Viagra vậy. Viagra là một thuốc kích dục mạnh nhất, mạnh nhất hiện nay đi dùng. Nhưng mà chúng ta không nên lợi dụng với thuốc tây, người ta sử dụng toàn quá chất là nhiều, nguy hiểm đó. Và trị bệnh phải có chỉ định của bác sĩ. Còn cái đây mà chúng ta dùng quá liều thì nó cường dương không chịu nổi thôi, nó không nguy hiểm. Củ này nó củ này để băm đấy. Cái rễ này rất quý vị nè, rễ này nó không có tinh bột nhiều như cũ, nó có saponin với những axit amin nhựa rất là nhiều. Cái rễ nó rất là mạnh quý vị nè. Cái rễ này phao nó tiêu nó tép lại, cái rễ nó khô là không còn bôi nhiêu hết. Cái thuốc cực kỳ quý hiếm luôn quý vị. Có nhiều hoạt chất là rất quý nè, ví dụ như tryptophan, saponin nhá. Tôi nhắc là tryptophan cho saponin. Nó coi như nó chất này là coi như
đó là làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam và sực nữ rồi. Sinh dục nam thì có testosterone đó, nữ thì proestrogen nữa, estrogen nữa, đúng rất là quý vị này. Rồi nó có nhiều hợp chất quý nữa, như cái glucosid này, nó có tác dụng bảo vệ thần kinh của chúng ta này, như hoạt chất curuligo này, sobenin, CVF á. Nó là bổ lá lách chúng ta, nó kích thích sản sinh tế bào limbo lách đấy. Rồi làm tăng hệ miễn dịch mạnh lắm gì đây. Tôi chỉ nhắc sơ đạo. Rất là nhiều hoạt chất quý. Tinh bột này rồi coi như rất nhiều axit amin này, chắc nhầy cũng có vị này. Và đặc biệt là nó có nhiều thành phần về vitamin như vitamin nhóm A này, nhóm B, nhóm C và nhóm D, là nó có rất là nhiều vitamin trong này. Còn chủ trị nó là mình để dùng để trị về xương khớp quý vị. Tận gốc luôn. Tận gốc thì có bệnh về xương khớp. Có bệnh lý về xương khớp và nhiều bệnh lý khác nhau. Mà đặc biệt là tôi đã nói là để trị về liệt dương, yếu sinh lý. Chưa có một cái thuốc, cái này Samtimo này, chưa có một cái thuốc nào là một đối thủ của nó hay quý vị này. Cạnh tranh với nó đâu hết. Có kể cả tất cả các loài sâm, kể cả sâm ngạch linh cũng chưa bằng nó. Nó về sinh lý, nó một thằng dược luôn á, khác tên cho sinh lý thằng thè. Làm giữ được lửa ấm cho vợ chồng, gia đình hạnh phúc, cũng như các cây này trị có bệnh về vô sinh hiếm muộn này, trị rất chi ra nhiều bệnh, nhiều công năng. Tôi cũng có nêu trong cái video trước à, vô sinh hiếm muộn mà dùng nó ví ốc câu tiểu đường cũng được, đau lưng mở gối lạnh tinh trùng xuất tinh sớm rồi đó, là tất cả là chúng ta phải dùng nó là vị chính trong toàn thuốc sinh lý, không thể thiếu được. Quý vị có thể, chúng ta có thể dùng độc vị nè, chứ không cần nhiều đâu quý vị, cũng ghê gớm lắm rồi. Nhưng mà còn chúng ta tăng những cái hoạt chất khác nữa để tăng tác dụng đây, thì thuốc rất quý luôn quý vị này. Ví dụ như những người thận yếu tiểu tiện mà không cầm được, chúng ta cũng dùng nó trị rất là nhiều bệnh, đặc biệt là đau lưng mở gấu, cơ thể mình thường thiếu đệm sụn rồi vân vân, thiếu nhiều hoạt chất quý thì chúng ta phải đưa nó vào. Còn những cái bệnh thì coi như loạn thần á, do yếu về chức năng thần kinh ấy vị, loạn thần á, nó trong loạn thần á là chúng ta dùng cái này trong bệnh loạn thần á, ta bị thần kinh mà coi như kém, suy nhược thần kinh. Còn có bệnh phan thấp thì thôi khỏi nói vậy, nó khu phan từ thấp rất là mạnh, viêm khớp rồi đó, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh vân vân. Mỡ máu cầu chúng ta đưa này vào cũng nhanh hết đấy vị. Khi mà người ta bị mạch máu stress thì chúng ta uống cái này hết ngay. Được dùng làm thuốc bổ cho người trung niên và cao tuổi vậy. Khi mệt mỏi thì chúng ta uống cái này, nó tiêu diệt gốc tự do rất là mạnh như vậy nè, tiêu diệt gốc tự do rất mạnh luôn, chống oxy hóa rất mạnh, chống lão hóa cực kỳ tốt, uống vào đẹp da nữa vậy, phòng ngừa được ung thư, để làm thuốc bổ rồi, rất quý vị này. Những bệnh này, những cái bệnh nó cứng đầu thì chúng ta phải đưa cái này vào trị tận gốc luôn. Đối với Samtimo thì coi như rất là quý. Nhiều thầy sử dụng đó, lần củ bấu trong nhà ấy. Nó như một cái bùa hộ bệnh cho nhiều bệnh lý khác nhau quý vị này. Nó có đặc biệt là coi như nó là kéo dài cái thời gian hưng phấn ấy, thái cổm tột độ ấy, kéo dài được cái thời gian đó của cuộc yêu á. Tôi nhắc lại, nó đàn ông mà uống vào thì củ quý nó cứng như cái dù đục luôn á. Nên là thằng này đây, tôi chưa thấy cái loại nào mà mạnh mà sinh lý mà coi như mạnh bằng Samtimo cả đấy vị nè.
tôi nghĩ nó là chắc vô địch thiên hạ, đệ nhất thiên hạ luôn á. Mình kết hợp với những vị thuốc khác để điều trị ở bệnh về sinh lý vô sinh hiếm muộn, đồng bò khô hạn vân vân, uống vào nó làm tan cái độ kim hết mày, để rất là nhiều con trai quý vị nè. Còn độ pH mà coi như tính axit nhiều thì quý vị sinh con gái rất là chi là nhiều. Còn những người nhất là đàn ông, đàn ông thì nó có tinh trùng ít vậy quý vị, khi tinh trùng y nó nhiều á thì tỷ lệ đẻ con trai rất là nhiều, là cũng nhờ cái xăm timo này. Còn nó tiêu diệt được các môi trường axit quý vị nè. Cho tinh trùng ít thì coi như nó thích hợp cái môi trường axit. Còn tinh trùng y thì nó thích hợp cho cái độ kim. Trong cái môi trường kim. Một cái thuốc rất quý quý vị. Hôm nay tôi bám cái thuốc này ra. Mình rửa sạch rồi mình bám dễ quý vị này. Mình lúc nào cũng sử dụng cái xăm timo này quý vị này. Đĩa đó, lồng củ bấu, những bệnh cứng đầu là mình đưa nó vào, rối loạn tương lập, vỏ nổ rồi vân vân, coi như có trị luôn cả đau đầu kinh niên ở vị cũng trị được hết, rối loạn tiền đình rồi chúng ta đều dùng cái cây xăm timo này, vì thuốc bổ cực kỳ, rối loạn tiền đình mà đưa nó là coi bị yên tâm, trị tận gốc nhiều bệnh lý khác nhau đó. Thời hạn video có lượng có thời video có thời lượng có hạn quý vị này, tôi không chia sẻ cũng tương đối rồi. Còn tôi có chia sẻ một video này vì công năng tác dụng nhận dạng nó như thế nào ấy, chú trị cho cơ sở quý vị xem kỹ lại video đó. Để chiều nén thì tôi pha với quý vị này, tôi còn băm còn nhiều lắm đây quý vị, đây, còn một đống này rửa sạch rồi. À, rửa sạch rồi, bây giờ mình chỉ băm ra nữa quý vị nè. Băm nó đi. Và những quý vị nào, bệnh nhân nào, quý thầy thuốc nào mà coi như không có thời gian đi rừng đi lấy củ xanh timo này thì liên hệ mình giao lưu cho. Mình giúp giùm cho. Mình đi thu lấy rồi mình gỡ đi, mình pha khô. Thích băm mình băm, thích để nguyên củ thì cũng được vậy, tươi cũng được, khô cũng được. Quý vị thích về chế biến như thế nào thì tùy quý vị. Tùy theo mục đích sử dụng khác nhau. Vì lượng cây này coi như có bột, sử dụng chọn bột cũng được quý vị, xay ra và đĩa tươi về cũng được, khô cũng được. Khô thì từ 5 gram đến 20 gram là vừa quý vị nè, chứ đừng đi nhiều quá, vừa thôi. Còn tùy quý vị ưng sử dụng liều lượng bao nhiêu là từng loại bệnh khác nhau, tuổi tác khác nhau, căn nạn khác nhau, sức khỏe khác nhau và kinh nghiệm khác nhau thì quý vị nghiên cứu mà sử dụng. Liều lượng cho nó tính xác. Mẫu bệnh lý là mẫu có mẫu liều lượng khác nhau quý vị nè, không thể giống nhau được đâu. Ví dụ rối loạn tiền đình tôi rồi phải đi 20 gram. Vân vân và 25 gram bị nặng á, còn nhẹ nhẹ đi 15 gram và 10 gram quý vị nè. Tùy theo tình trạng bệnh nặng nhẹ nhẹ, rồi tùy theo bệnh lý khác nhau. Thôi. Tôi tranh thủ bám hả? Ở đây tôi xin chấm dứt video đây. Và những quý vị nào mà không may mắc nhiều bệnh lý khác nhau mà chữa trị nhiều thai nhiều thuốc, đông tay nó bác tốn kém công sức tiền bạc mà bệnh không thiên chuẩn, vậy là thiên chuẩn chậm và không chức can được á, thì bấm vào phần mô tả và phần tiêu đề á, ở dưới nó có phần mô tả có địa chỉ liên hệ để được gặp bác sĩ Thái hoặc Tuấn để được tư vấn ra. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn quý vị đã xem video và hẹn quý vị trong những video lần sau. Quý vị nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ nhiều người cùng kênh cùng xem để biết những vị thuốc quý này và cách bọn đi trên YouTube với nhau quý vị. Và tôi xin cảm ơn quý vị.